Giờ này chưa ngủ nữa hả vợ? Thôi, đừng nhắn tin nữa, cho con ngủ đi. Mẹ coi em đâu có sung sướng vậy anh. Đi chơi tới khuya muốn về mới về. Em còn phải làm báo cáo để mai nộp nữa. Anh có đi chơi gì đâu, anh đi đánh cờ với giới bạn anh chứ bộ. Anh thấy mình tệ quá, thấy mình vô dụng quá, không làm được gì hết chứ, không lo được cho vợ con. Chán ghê. Cái chuyện á, anh với mẹ không muốn em hợp tác với anh Trương á, thì em cũng đã không hợp tác làm ăn với ảnh rồi. Còn nếu như mà em còn thích ảnh á, thì mắc gì, mắc gì em không lấy ảnh đi, mà em yêu rồi em lấy anh. Làm gì mà cứ ghen tuông chuyện đó hoài vậy? Ủa, em nói vậy là bây giờ em đang hối hận là em không lấy được ông Trương, mà lấy một thằng chồng vô dụng như anh đúng không? Nè, anh có bị điên không hả? Dù cho anh ta có giàu hơn anh 100 lần, 1000 lần, em cũng không bao giờ quan tâm tới. Em không bao giờ hối hận khi mà lấy anh. Còn nếu mà anh tiếp tục ghen tuông như vậy hoài á, thì chắc em đặt niềm tin sai chỗ rồi đó. Ui da. Ủa sao vậy vợ? Sao vậy? Em đau bụng hả? Đó, thấy chưa? Nói chuyện bình thường được rồi, la lớn lên. Con đang ngủ, giờ nó thức rồi đó. Thôi khuya thì ngủ đi con. Hãy ngủ, ngủ đi con. Hãy ngủ, ngủ cho ngon. Thôi. Làm ơn đi, đừng có hát. Hát con túi thức dậy luôn, khỏi ngủ á. Con mới ngủ mà. Thôi mà. Thôi mà. Anh xin lỗi được chưa? Tại anh thấy anh dở hơn cái ông Trương đó, nên anh mới tức, anh mới thấy tự ti, rồi anh mới giận bản thân mình ghê gớm lắm. Nè, anh học hành tới nơi tới chốn, gia đình hạnh phúc, có công việc ổn định, người tốt tính hiền lành, đẹp trai ngời ngời như vậy. Em không sợ mất anh thôi chứ mất mối gì anh ghen em hoài vậy hả? Nói như vậy là anh có giá lắm đúng không? Em không biết, nhưng mà em đã nói rồi. Em nghĩ là em không có chọn sai người đâu. Em tin là sau này anh cũng sẽ trở thành một người thành đạt thôi. Cảm ơn vợ. Vậy làm anh tự tin hơn rồi. Bây giờ nhẹ nhẹ thôi. Đâu có giấu gì đâu. Đang Thanh không có giấu gì con hết á. Trước giờ tất cả những chuyện vui, chuyện buồn gì Đang Thanh đều kể cho con nghe mà dì. Nhưng mà dì lại thiết nghĩ nha. Cái cậu Trương nó vừa giỏi mà lại đẹp trai nữa. Đang Thanh nó cũng đẹp. Hai đứa nó xứng đôi như vậy. Mà tại sao nó không lấy nhau? Không lấy nhau được chắc là nó buồn lắm á Kha ơi. Có gì đâu buồn. Yêu nhau không được chia tay nhau đâu dì. Chuyện đó là chuyện bình thường. Trước giờ Đang Thanh đó rất là tự tin và rất là vui vẻ. Thế nên mấy chuyện đó nó không có nhầm nhò với con Đăng Thanh đâu. Cái vấn đề là cậu ấy đẹp trai, giỏi. Đẹp trai. Đâu bằng con. Con còn trẻ hơn nữa. Vậy mà Đăng Thanh còn chê con. Huống hồ với anh Trương. Trời ơi, Đăng Thanh của thứ một. Vậy đúng rồi. Thì ra vậy hả? Đăng Thanh nó về kìa. Dạ, thế mẹ mới về. Cha nó tới chơi, mà mẹ nó tính gọi điện thoại cho con. Nhưng mà mẹ sợ con bận làm nên mẹ không gọi. Dạ, con nghe nói là Kha ghé qua nhà ăn cơm. Cho nên là con phải tranh thủ làm hết việc xong con về sớm nè. Đăng Thanh, bà có ở đây rồi, tôi hỏi bà một câu. Hồi nãy á, dì Ngọc dì hỏi tôi cái vụ bà với anh Trương. Mà tôi nói là bà với anh Trương chia tay nhau là bà không có buồn gì hết. Mà dì không có tin. Bây giờ dì nói là bà buồn dữ lắm rồi bà thế này, bà tiếc nuối anh Trương. Bây giờ có bà ở đây rồi thì bà nói chuyện với mẹ bà. Dì tiện miệng rồi dì hỏi thôi. Chứ con nghĩ làm sao vậy mà dì quan tâm tới cái chuyện đó. Không có vấn đề vậy đó con ơi. Con dâu gì gì tin tưởng mà, hé con. Dạ. Thôi chơi với bạn đi. Hai đứa thoải mái tự nhiên nha con nha. Nè. Mẹ tôi nãy hỏi vậy, còn hỏi gì nữa không? Một ly nữa. Kha. Kha đâu? Một ly nữa. Ngủ đi vợ. Kha về rồi. Bây giờ xíu nữa ngủ một giấc thôi. Tỉnh dậy á là nhậu chung với anh nha. Anh là ai? Anh là ai? Tôi là ai? Giờ đây là đâu? Hả? Một ly được, Kha đâu? Thôi
Thôi nè. Bây giờ Long. I love you, tôi buồn lắm luôn. Hả? Rồi, anh biết. Anh biết rồi. Giờ tôi có chuyện... với anh chưa? Thế là người yêu cũ với nhau thôi. Có gì nhau đâu. Em không biết. Tại sao mày không hỏi thẳng tôi? Mà mày đi hỏi Kha. Là sao? Có phải là mày không tin tưởng tôi đúng không? Nằm xuống đi. Ủa, tôi là con dâu của mẹ mà. Sao không tin tưởng tôi? Rồi, anh tin em được rồi. Dạ. Trời ơi, coi kìa. Thế đó. Ủa mẹ. Không hiểu nổi luôn. Con dâu gì mà bụng mang dạ trưởng như vậy đó. Mà nhậu nhẹt, mẹ mà không ra cản á nghe. Là nó ngồi với bạn trai cũ nó uống tới sáng ngày hôm mai luôn á, nó mới chịu ngưng. Hư dễ sợ luôn. Mẹ, Nam Kha là bạn thân chứ không phải bạn trai cũ gì đâu mẹ. Do mẹ mời Nam Kha tới chứ không phải Đăng Thanh mời đâu. Nhưng mà mẹ nói con biết nghe, nhờ cái dịp này mẹ có thấy con dâu của mẹ nó ý ẹ như vậy á. Trời ơi, hư quá à. Có bầu gì mà nhậu cái gì không hiểu nữa. Thôi cái vụ nhậu mẹ mới nhớ nha. Con có nhớ cái lần đầu tiên mà nó hẹn ra mắt với gia đình mình không? Trời ơi, đi nhậu ở đâu mà say xỉn luôn. Mà lúc đó nghe nói là tụi bay là có thai rồi đó. Mà nhậu đến nỗi hả, quên cuộc hẹn luôn, bỏ cả gia đình mình ngồi chờ luôn. Mẹ, thì kể từ cái đợt đó là Đăng Thanh hứa với con Đăng Thanh không nhậu nữa. Thì rõ ràng là Đăng Thanh không còn uống nữa đó mẹ. Không còn uống cái gì? Nhưng mà đợt này Đăng Thanh uống lại, con nghĩ là chắc vợ con có chuyện buồn gì lắm đó mẹ. Chuyện gì buồn? Mẹ đi lo nấu nướng cho tụi nó ăn uống nhậu nhẹt tới đây làm gì buồn? Thì cũng tại mẹ. Mẹ cứ hỏi Nam Kha cái chuyện của ông Trương hoài à, khiến Đăng Thanh cảm thấy là mình bị xúc phạm. Giống như kiểu là mẹ không tin tưởng Đăng Thanh vậy đó. Đăng Thanh mới buồn đó. Trời đất ơi, mẹ lo cho con. Con nó nghe mà bị vợ mà dắt mũi á, thì lúc đó tính làm sao? Con phải cẩn thận là cái chuyện này. Mẹ lo cho con, bây giờ tự nhiên con quay ngược lại con hoành hoẹ mẹ à. Thì vợ con lâu lâu nhậu chút xíu à, có gì đâu phải dạy dỗ mẹ. Thôi được rồi, tôi xen vô chuyện mấy người á là tôi làm phiền vợ chồng mấy người. Tôi khó tính khó chịu. Thậm chí mấy người trong đầu mấy người luôn nghĩ tôi là một người bà mẹ ác độc ha, xôi mối chuyện này cho mối chuyện kia, chứ không có yêu thương gì hết trơn á. Được rồi, mặc kệ mấy người. Lần sau tôi không bao giờ tôi xen vô chuyện của vợ chồng mấy người nữa đâu. Nhất là con đó, không có yêu thương gì với con hết trơn á. Mẹ. Nhậu ơi. Trời ơi. Ly vậy rồi. Gì vậy trời? Ly. Uống có chút xíu mà xỉn như vậy. Dạ. Dạ à, anh hứa với vợ, kể từ nay anh sẽ tin tưởng vợ tuyệt đối. Bây giờ vợ nằm nghỉ đi nha. Chồng xuống, chồng pha ly nước chanh cho vợ uống cho tỉnh rượu. Ha. Dạ. Thôi cái gì mà uống xong xỉn quýnh quá vậy trời. Nếu mà không dùng tới chiêu này á, không biết bao giờ mới tin tưởng tôi á. Nè, tiêu xài cái gì á cũng phải cân nhắc, không có được lãng phí. Chồng mình đi làm á cực khổ như vậy đó, ngày đêm như vậy đó, mình phải biết lường mà mình xài, hiểu không? Dạ. Thì con cũng nói với anh Tôm rồi là đừng có đi làm thêm nữa. Mà anh có chịu nghe đâu mẹ. Vậy chứ ai là cái người mà đi khen người khác là giỏi giang quá, làm thu nhập nhiều quá, thế là chồng mình bị tự ái. Cái lao đi làm ngày đêm bất kể đó, nhìn nhỏ làm riết mà thấy thương gì đâu á. Lao lực rồi sao? Ủa mẹ. Anh về hả? Chưa ngủ nữa hả mẹ? Ủa cái gì? Ngồi canh con trai nó đi làm về coi sức khỏe nó làm sao. Sao mà ngủ được? Mua gì đó? À dạ thì con mua bột chiên cho vợ con. Ồ, quá ra là nó ngồi nó chờ bột chiên của chồng nó mang về. Nãy giờ mẹ có nghĩ là nó thương chồng, nó ngồi nó chờ chồng nó về để nó chăm sóc, nó quan tâm coi chồng nó đi làm cả ngày sao? Thì tại vợ con thèm mà mẹ có sao đâu. Mẹ, mẹ ăn chung vợ chồng con nha, con mua một hộp lớn luôn á. Thôi, tôi không có thích màu mè cái kiểu đó. Anh nè, em đã nói rồi, làm gì mà cứ đi làm thêm hoài vậy? Có chuyện nghe mình phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ. Với lại vợ chồng mình á, đâu có tiêu xài bao nhiêu đâu.
cứ đi làm thêm hoài mất sức rồi sao? Thì anh muốn thử sức với nghề môi giới bất động sản coi làm sao. Biết đâu cái nghề tay trái đó mà giúp anh kiếm tiền tốt đó, vậy cũng hay chứ. Mà anh cũng nghĩ kỹ rồi, anh muốn làm thật nhiều tiền để anh có nhiều điều kiện anh lo cho hai mẹ con, anh lo cho cả nhà luôn. Xào xào vừa phải thôi à, số của tôi vô phước, đẻ ra uổng công tôi quá đi, không có hiếu thảo gì hết trơn á. Vợ chỉ biết vợ thôi, còn mẹ nó bỏ qua một bên. Có đó mẹ. Mẹ tính mẹ vậy đó, không sao đâu, ăn một chiên.